Chào cả nhà thân thương, hôm nay mình đi dự lễ đính hôn của em gái nè. Ở đây là 6 Đó, giờ đây quay tối cho cả nè. nhà xem nha. Đây Đây là trước là cổng cháo nè. nè cả nhà. Hiện tại này giấc tối người ta đang Đây là chuẩn cái bị ăn cổng cháo nè. nè. Đây Đó. là hình của chú rể Đây là cùng em nhau gái với nè. em rể nha. Quay lại cho cả nhà xem nè. Mời em ăn.